chắc là mọi người đã xem cái video clip cái hoạt động của Du vào những ngày cách ly ở buổi sáng rồi đúng không? Còn bây giờ thì như mọi người thấy đó, trời đã sụp tối rồi. Và trong video clip lần này, Du sẽ bật mí cho mọi người những hoạt động buổi tối của Du nha. À, đây là... Hi! Nói đây là mình quên giới thiệu. À, đây là những người bạn thân của Du ở homestay Lan Can mà Du đang ở đó. Cũng là những người bạn rất thân. Tối nay mọi người cùng xem tụi mình có hoạt động gì nha. À, mọi người đừng có thắc mắc là tại sao tối nay tụi mình lại tụ tập đông người nha. Tại vì thật ra là mỗi ngày tụi mình đều đã có kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế hết rồi. À, đây là giống như một gia đình vậy đó, là chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 đứa tụi mình với nhau thôi. Là không có nhận khách ở ngoài, chỉ là thành viên trong gia đình thôi. Bây giờ là hai đứa đang nướng khoai lang nướng. Ủa, chủ nướng bắp rồi là củ khoai. Chủ là bắp hay bắp đó. Mãi vô 5.000 một củ. Hôm nay là mình đi củ khoai bán. Du ngoài tiền tài là
Bị biệt tài gì ta? Có biệt tài gì ngoài nấu ăn? Đồ. Ăn. Ăn. Hôm nay là Du có biệt tài ăn, bây giờ Du có thêm biệt tài nấu ăn nữa đấy bạn. À, thì nấu ăn cũng cũng được nữa nha mọi người. Đáng chạm mắt lên đây. Bây giờ mới cảm thấy là cận với chuột là lợi hại. Nó mắt khiến là lợi hại đúng không? Đúng rồi. Nãy giờ khó lắm chứ. Bộ rau này của nhà mình trồng ở chuột hay là rau này sáng thọ mới xuống vườn hái đó. Để bật cho mọi người coi cái clip homestay ngày hôm trước quay nè. Như quay hai cho nó rộng xíu. Bà sơn. Ủa, sao cười dữ vậy? Đúng rồi, nè còn có bằng chứng Du Sơn nè, nhìn nè. Ủa đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây nè, nhìn nè bằng chứng nè. Chuột ơi, ừ. Ăn lẩu thỏ nấu ngon không? À. Sao chuột ăn mì gói không vậy? Thỏ ăn hết thịt rồi. Chuột ăn tự nhiên đi. Ừ. Mấy miếng thịt mà thỏ bóc hết rồi chuột lâu. Tiếng ơi, sao hồi nãy giờ không ăn gì hết, sao cái chén không vậy? Em chưa kịp gấp mà chị gấp hết luôn. Thầy Đức ơi, sao không ăn gì hết mà gấp gấp không vậy? Chén em sao chưa ăn gì vậy? Em đã bị gấp mà chị ăn hết rồi. Ủa? Đó, chị mời mọi người ăn mà, mọi người ăn tự nhiên nha. Coi như đây là nhà của mình. Đúng rồi, nhà em mà chị vô. Em nhớ là chị lên ở kia. Ủa Hiếu, em chê đồ ăn chị nấu hay gì mà sao nãy giờ em đâu, bây giờ em đang hy sinh nhiều mọi người nè. Món khoai lang. Đâu sao đâu, em vô em ăn miếng này nè. Chị chấm miếng mắm ruốc lúc em ăn nha. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn chị. Dầu sôi. Ăn đi chuột. Cạp đi chuột. Quấy cẩn cẩn chuột cạp. Ngon quá. Phần hoạt động buổi tối của Du rồi đó, đêm còn rất là dài, hoạt động còn rất là nhiều. Nhưng mà trong một cái video clip thì không thể nào chia sẻ hết được. Cho nên là mọi người hãy nhớ đón xem các video clip tiếp theo trên kênh YouTube của Du nha. Còn bây giờ thì xin chào. Bye.